Anh chở em đi à, nhanh lên anh nhanh lên ra đường Nguyễn Trãi. Lẹ đi anh. Làm gì gấp vậy? Trời ơi nhanh lên đi, chở giùm em ra đường Nguyễn Trãi đi. Ra ngoài đó 100 ngàn á. 100 ngàn hả? Ok đi. Rồi, đưa tiền đi. 100 ngàn đi. Gì thì anh trả tới nơi đi, em trả tiền. Xe của anh đưa tiền trước rồi anh mới lăn bánh à. Gì kỳ cục đi. Thôi được rồi, 100 ngàn phải không? Đây 100 ngàn đây. Lẹ đi anh, lẹ đi. Rồi chút. Nhanh lên anh. Em hỏi rồi. Ra đó làm gì vậy? Trời, em tức gần chết luôn á. Hồi nãy em đi ăn cái quán bên Nguyễn Trãi á, em kêu nó tính tiền. Nó nói với em là 100 ngàn. Mà giờ em kiểm tra lại cái bill á, có 92 ngàn à. Anh coi dám ăn vàng em 8 ngàn luôn á. Tức phải không? Trời ơi. Vàng em 8 ngàn luôn, nhanh lên, ra em đòi lại. Đúng được. Làm ăn như vậy là không có được. Phải uy tín đồ sản phẩm chứ. Đúng không? Đúng. Nhanh lên anh. Rồi, để anh tôi mời vậy nè, anh tính vậy nè. Nè. Anh đưa em 10 ngàn nè. Đó, anh ứng cho em tiền của quán trước đó, rồi sẵn anh chạy ra đó, anh lấy cho em khỏi mất công anh đi chi. Vậy là anh định cho em luôn như đây hả? Vậy là em lòi 2 ngàn luôn á. Ừ. Sao anh tốt bụng quá vậy? Cảm ơn anh nhiều nha. Dễ thương quá à. Cho em số điện thoại đi, mai mốt có gì em đi xem em gọi anh. Rồi. Rồi được chưa? Rồi. Vậy nha anh. Rồi đi nha, đi về nha, về vui vẻ, không có giận quán nữa nha. Dạ, mừng quá, cảm ơn anh nhiều nha. Con em. Trời ơi, anh tốt bụng quá, em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi bye.